Tụi dép này làm gì pha cà phê uống nữa vậy? Chưa nắng chang chang uống cà phê. Trời ơi, thì uống cà phê cho tỉnh ngủ, không uống trưa thì ngủ cà phê chứ làm gì trời. Uống cà phê pha thêm bình trà nữa. Hát bình trà mới nhớ nè. Bữa hổm mà nhớ cái vụ mà trà mà ấm trà mà rót ly cà phê với trà không? Bữa mình đi đám dỗ đó mà nhớ không? Nhớ. Biết mà không đó. Ừ thì nhớ rồi, bữa tôi còn xin bí kíp của nó đặng tôi kiếm thêm vàng que đó mà nó có chỉ tôi đâu. Bữa nay tôi làm được luôn nè. Cái gì? Tôi làm được luôn. Ông làm được. Ừ. Nè, nhớ ly ly này ly trà phải không? Ừ. Đó, ly rót trà nè. Ủa mà khoan. Cái gì? Cái trà này ở đâu mà thơm vậy? Trà này là trà qua lại của Quỳnh Gia ở dưới cầu kè Trà Vinh ở dưới á. Hả? Ừ. Uống thử coi em không? Ừ. Thơm ngon. Được á. Ừ. Ngoài ra ổng còn có cà phê nữa, vừa trà vừa cà phê luôn. Là cà phê này của ổng luôn hả? Ừ. À, tôi cũng muốn thử miếng coi. Đó giờ không có uống cà phê. Trời ơi trời, không có biết uống rồi sao biết được ngon dở mà thử. Cái này tôi uống được. Ở ngoài mà quay ra chỗ này nè. Sao? Bây giờ muốn học nghề không? Ừ. Chỉ cho nè. Học. Nè bây giờ cái ly nè, ly không nè, bây giờ kỹ phải không? À, ly không thấy không? Ừ, ly không. Nè, không có nước đâu cho nè, khô gan rồi nha. Ừ, còn sao? Đây. Thì giống cái ly tôi đem bữa. À, cái gì vậy? Sao nó đen hù lụi vậy? Ghê chứ vậy. Ủa sao chế ra được màu cà phê vậy? Cà phê đúng không? Sao giống mì gan của bữa vậy? Ừ. Hay vậy? Sao? Ở đây không chỉ tôi rồi. Bây giờ à, ly này đang ly trà phải không? Ừ. Rồi uống đại ly cà phê luôn. Hả? Ủa trên đây ly mà đen không? Chơi chứ cái này là biết tại sao không? Ê, cái sao cội sao kỳ vậy? Ông uống ông phun nước miếng vô phải không? Sao không phải tính đoàn gian người. Thì cái ly này là không phải là cái gì đâu hay đâu nha. Mà cái này cũng không muốn được. Thì lấy cái ly mới rồi. Đây nè. Làm sao là sao nữa? Thật sự ra là bữa hổm là em cũng coi trên mạng đó, anh cũng coi trên mạng mấy bạn bình luận nha. Cũng nhiều bạn nói kêu bạn gì? Phèn. Mà không phải phèn mình đâu nha. Phèn cũng có nhiều người nói phèn đen. Không, phèn đen ở ngoài tiệm thuốc bắc rồi mới bán nha. Còn cái phèn chua anh thử rồi nó không ra. Chắc cũng có thử phèn chua nhưng mà không phèn chua. Bữa giờ tôi thấy tôi cũng tò mò. Phèn đen nha, phèn đen mua tiệm thuốc bắc á. Thì mình nào nghe nè, nó nè. Rồi tôi thử nãy giờ tôi pha hết mấy bình trà uống xíu nè. Phèn đen mà sao nó màu vàng vậy? Nó màu vàng nha mọi người. Nè, đó. Đây. Ngộ ha, nhìn giống cái gan gì, giống gì biết không? Cái gì? Đừng chảy hả? Ừ, gan đừng chảy không. Nè, nó màu vàng vàng nha. À, xong mình quẹt vô tay mình tha nước quẹt tay nè. Nó đen nè, bật nè. Luôn á. Nếu mình quẹt đáy ly chút xíu vậy thôi, chút xíu thôi là đen nè, chút xíu thôi nè. Đâu thấy không đó, mình ta tay nó ít nha. Rồi xong mình gót cái này nha. Đó nè, ly này đen thùi lùi luôn nè. Thì ra nó phản ứng hóa học vậy nha. Hèn gì hôm bữa sao tôi gót ra nó đen thùi lùi luôn. Thì ra nó nằm trong cái ly á. Linh ơi, tôi đã biết chiêu của Linh này nha Linh. Hồi nãy mình tính ăn gian mình chùi trên đây cái mà không được dính. Tính chơi tôi hả? Hay trời, sao tò mò sao tìm được hay vậy? Cái này chắc không uống được đâu. Thôi tốt nhất là đừng uống nha. Nhìn thấy ghê quá mà à. Giống đang giống như cà phê luôn nha. Rồi bữa nay cũng giải mã cho mọi người biết nha. Tại sao mọi người cũng thắc mắc bình luận quá trời luôn. Thì bữa nay không có hỏi luôn nha. Mình hỏi nó cũng không chỉ nha. Không chỉ luôn. Dạ mấy bạn bình luận trên mấy nền tảng đó. Rồi mới thấy là biết là nơi này là phèn đen nha. Chết vậy nè. Là cái tay khô gan rồi chết nhẹ nè. Là không thấy cái ly có luôn. Mấy anh chị nói trong cái bình này mà thiệt ra cái bình này là em khóa trà không à, trong đây là nè, chỉ là em trà gót thôi nè, gót là chảy ra trà nè, nè nè gót ra là nước là trà nè nha, nó nước trên vẫn là trà đó. Cái đó là do phản ứng hóa học thôi nha mọi người. Trà thơm quá rồi. Trà thơm thiệt ha. Thơm ngon. Rồi gót xong 4 ly rồi để bữa nào chạy xuống Trà Vinh mua vài bạch diễm. Ông rảnh quá, từ đây em chạy xuống Trà Vinh ông mua trà với cà phê mua. Quên nó ship lên được mà. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là ship tới nhà được. Rồi làm đi cà phê đi rồi cái mình vô ngủ. Thôi cà phê này ngon hơn, tôi uống cà phê này, ông uống cà phê đó đi. Rồi thì cũng hẹn người trong video tiếp theo nha. Cái clip này em cũng muốn giải mã cái vụ mà cà phê với này nè. À, lúc cũng không biết tính đâu là nó trong đây nó 2 ngăn nha, nhầm người thì nó đây 2 ngăn. Đúng hai rồi, ngăn nhưng mà không phải vậy đó, lúc đầu tiên anh cũng tính 2 ngăn vậy đó. Ừ em mà người pha trà là em nè, làm sao mà 2 ngăn được. Đúng rồi. Rồi mà không biết thắc mắc ở đâu mà không biết cái gì để tạo lên cái đen đó, cho nên là công nhận ở đây hay thiệt, hay gì cũng nhờ mọi người bình luận. Rồi ok. Rồi.